Tại sân bóng đá Trân Trọng, Đảng ủy phường Thanh Hà đang tổ chức giải bóng đá đảng viên lần thứ 2 2024. Giải có 6 đội bóng liên quân đến từ 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường với 120 vận động viên là các đảng viên tham gia. Trong hai bảng đấu, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất nhì của mỗi bảng vào tranh bán kết. Sau đó sẽ thi đấu trận chung kết, tranh các giải vô địch, nhì, ba và khuyến khích. Trong hai ngày qua, các đội đã thi đấu sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo người dân địa phương đến dự xem và cổ vũ. Giải bóng đá đảng viên phường Thanh Hà lần thứ 2 2024 sẽ chung kết bế mạc vào ngày 4 tháng 3 tới.